Giải mã chi tiết hiện tượng giật môi trên và các con số may mắn thú vị. Bạn bị giật môi trên. Đây có phải là một trong những biểu hiện của cơ thể cho biết tình trạng sức khỏe hoặc dự đoán một điều gì sắp đến trong tương lai? 1. Giật môi trên là điểm gì? Theo quan điểm dân gian, khi môi trên giật gián đoạn bất ngờ rất có thể đây là điểm báo cho bạn trong vòng 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo. Cụ thể như sau. Giật môi trên bên phải. Cơ môi trên bên phải co giật mang đến điểm báo, trong khoảng tương lai gần sẽ có sự kiện quan trọng với người thân, họ hàng của bạn, nhất là họ hàng đang ở xa. Có thể người thân trong gia đình của bạn ở xa sắp về thăm nhà, hoặc con cháu ở xa đang có nỗi nhớ ra giết mãnh liệt về quê hương. Vậy nên, nếu gặp triệu chứng giật môi trên bên phải, đừng ngần ngại liên lạc với họ hàng ở xa để thăm hỏi nhé. Giật môi trên bên trái Khác với giật cơ môi phải, khi cơ môi trái giật cho thấy rằng bạn nên để ý đến bản thân mình nhiều hơn. Cụ thể, bạn nên xem xét kỹ vấn đề tài chính, tài lộc cá nhân. Nếu công việc của bản thân cần đầu tư thì nên suy xét mức vốn liếng sao cho hợp lý. Tình huống giật môi trên trái không hoàn toàn xấu hay tốt vì đây chỉ là dấu hiệu bạn nên quan tâm về tài chính của mình thôi. 2. Luận giải điểm báo giật môi theo khung giờ Theo ông bà ta, giật môi trên gián đoạn có ý nghĩa chi tiết theo từng thời gian cụ thể. Xa xưa, chúng ta sử dụng bộ đếm giờ hệ số 12, nên giải mã chi tiết dưới đây sử dụng theo hệ giờ 12 số. Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, gia đình bạn có thể xảy ra sự kiện bất ngờ, sự kiện này thường liên quan đến tài sản gia đình. Đó có thể là một cuộc họp mặt gia đình có đề tài tài chính như phân chia tài sản, dự trù kế hoạch chi tiêu. Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, cơ thể bạn đang nhắc nhở bạn về việc thăm hỏi con cháu, họ hàng từ phương xa. Ngoài ra đây cũng dự báo niềm vui bất ngờ sắp đến cụ thể như một cuộc viếng thăm của họ hàng. Sự tái ngộ giữa bạn bè lâu ngày không gặp. Từ 3 giờ đến 5 giờ, mâu thuẫn nhỏ hoặc xung đột nhỏ có thể xảy ra trong thời gian sắp đến. Bạn nên cẩn thận trong việc sử dụng ngôn từ để tránh làm mất lòng những người xung quanh. Từ 5 giờ đến 7 giờ, trái với những dự báo về bản thân bạn ở trên, cơ môi trên giật trong khoảng thời gian này cho biết bạn bè của bạn đang cần sự trợ giúp từ bạn đấy. Từ 7 giờ đến 9 giờ, dấu hiệu này khuyên rằng trong quá trình di chuyển, tham gia giao thông bạn và người thân nên tập trung lái xe, tuân thủ luật giao thông thật tốt. Trong khoảng từ 9 đến 11 giờ, những người bạn đang gặp khó khăn của bạn đang nhớ đến bạn đấy. Bạn hãy cố gắng giúp đỡ họ vì sự giúp đỡ này rất có ý nghĩa với người bạn ấy. Từ 11 giờ đến 13 giờ, bạn nên xem xét lại cách đối nhân xử thế của bản thân với những đồng nghiệp xung quanh mình, hạn chế rèm pha nói xấu đồng nghiệp, nên đối xử tốt, thân thiện với mọi người xung quanh. Trong khoảng 13 giờ đến 15 giờ, chúc mừng, đây có thể là điểm báo vận may lớn sẽ đến với bạn đấy. Từ 15 giờ đến 17 giờ, thân tài sắp gõ cửa nhà bạn rồi này, nhanh nhanh chuẩn bị nào. Trong khoảng 17 đến 19 giờ, tuy cũng liên quan đến tiền của, nhưng đây là dấu hiệu bạn nên xem xét lại cách tiêu xài của bản thân mình tránh thất thoát ngoài ý muốn. Trong khoảng 19 giờ đến 21 giờ, dự báo niềm vui lớn sắp chào đón gia đình người thân của bạn, bật mí rằng niềm vui này có thể là gia đình bạn sắp đón chào thành viên mới từ 21 đến 23 giờ, trong khoảng thời gian sắp tới, bạn sẽ cực kỳ may mắn trong sự nghiệp và tình duyên đấy. 2. Các con số liên quan đến điểm báo giật môi trên. Việc giật môi trên theo dân gian có thể là điểm báo cho bạn và nó cũng gắn với những con số. Nếu bạn gặp hiện tượng này thì có thể tận dụng những con số may mắn sau đây. Nếu bạn bị giật cơ môi trên, chọn lựa giữa 3 con số 0, 75, 78 nếu bạn giật phần môi trên và cả phần môi trong 16 trừ 50 trừ 55. Bạn có thể thử vận may của mình bằng cách đánh lô, đánh đề. Thế nhưng các con số chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác. 3. Giật môi trên liên tục có phải là dấu hiệu bệnh lý? Bên cạnh dấu hiệu dự báo theo dân gian, giật môi trên đôi lúc cũng báo hiệu cho bạn về tình trạng sức khỏe của mình. Một số chứng minh khoa học cho thấy dây thần kinh số 7 có liên quan đến việc điều khiển cơ môi cơ môi co giật liên tục cũng có thể do các nguyên nhân lâm sàng sau đây, say cà phê in, thiếu chất kali trong cơ thể, mệt mỏi quá độ, sử dụng thuốc quá liều, căng thẳng đầu óc, hậu quả của việc sử dụng các chất gây nghiện, hội chứng ban đầu của liệt nửa mặt do dây thần kinh số 7, do chấn thương cơ mặt. Để giải quyết tình trạng bệnh lý này, bạn hãy đến cơ sở y tế để thăm khám nhé. Các triệu chứng có thể giảm dần nếu bạn nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Cơ môi là một bộ phận cơ thể quan trọng với con người. Bạn hãy lắng nghe cơ thể mình thật kỹ để nhìn nhận triệu chứng giật cơ môi của mình ở dạng nào. Nếu cơ môi của bạn giật có dấu hiệu bệnh lý, bạn hãy nghỉ ngơi, thả lỏng, tinh thần thoải mái và xem các triệu chứng này có giảm dần hay không. Nếu triệu chứng dai dẳng thì mau chóng đến cơ sở y tế gần nhất nhé.